Vâng, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với kênh Nhất Long Audio Hà Nội. Vâng, ở clip ngày hôm nay em xin giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc đầu CD Tubi Udico CDE. Đây là một trong thương hiệu rất là lớn, rất là hay, được sản xuất tại Ý. Chiếc đầu này thì sử dụng 4 bóng 12 AX7 của Tung Soi. Và bây giờ em sẽ đi quay gần lại và giới thiệu chi tiết các góc cạnh cho quý vị và các bạn cùng tham khảo. Vâng, tổng thể chiếc đầu này nó là đều màu đen hết các bác nhá. Và đây nó là cái khiển ở đây. Khiển rất là đẹp luôn. Rất đẹp và bốn xung quanh nó bọc gỗ rất là sang trọng luôn. Con đầu này nó là đầu hàng lướt các bác nhá. Hàng mới bây giờ nó giá khoảng xấp xỉ 70 triệu. Giá của em đang để cho các bác là đi 46 triệu 500, giá rất là tốt luôn. Bốn xung quanh rất là đẹp. Và dòng này nó sử dụng cái nút nguồn là nút bên hông này các bác nhé. Đấy, nút nguồn là nút hông. Bốn xung quanh là hợp kim nhôm hết. Em được rút ra. Con này em đang sử dụng điện 220. Đấy, và những dòng đời cao hãng luôn luôn sử dụng hai cái đường ba lăng này và đây là xe này. Và con này theo ký hiệu đây là nó có điện 100V 120 và tất cả nó có 5 cầu điện và max power của nó là 85W. Và cái lắp này em sẽ mở cho các bác xem ruột gan luôn. Em đang mở sẵn ốc. Chiếc đầu này giá rất là tốt luôn cho các bác. Các bác nào thích cái chất âm của những dòng điện tử thì đừng nên bỏ qua chiếc đầu CD này. Đây là ruột của chiếc đầu CD. Và bên này đây là bóng 4 bóng 12 AX7. Em sẽ rút cho các bác xem. Tung Soi. Con này đầu này mắt đọc rất là tốt luôn và hoạt động hoàn hảo, không ù xì không gì cả. Đây, em sẽ lắp lại, em sẽ test đĩa CD cho các bác. Vâng, chiếc đầu này em đang sử dụng điện 220 và đây em sẽ bật nguồn. Chiếc đầu Unico CDE này khi bật nguồn lên nó sẽ có cái 30 giây chờ, sau đó nó mới nhận tín hiệu được. Đấy. Và từ 20 giây trở lên thì các bác mới sử dụng được cái nút ra vào cửa băng này. Cửa rất là mềm. Đây là khiển. Em sẽ lách bài cho các bạn. Con này nói chung là chạy hoạt động hoàn hảo và mắt đọc rất là tốt luôn. Và giá con này là em đang để cho các bác là 46 triệu 500, giá rất là tốt luôn. Vâng, video đến đây em xin dừng. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo. Các bác có nhu cầu mua sản phẩm xin liên hệ theo số điện thoại 0911 886 266. Và hẹn gặp lại các bác trong các video tiếp theo.